Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 thường. Cùng nhau giải đề thi học kỳ 2 năm 2020-2021. Bài đầu tiên của chúng ta sẽ là bài của Pháp. I have a sister. Tôi có một chị gái. My friends have a sister. Bạn của tôi cũng có một chị gái. Đây là đồng tình khẳng định là cuối câu chúng ta phải chụp. Ta khoanh vào câu B, chụp. Câu số 2. Nam thường tham gia các hoạt động thể thao sau giờ học. Các bạn lưu ý chúng ta có cụm từ tham gia là take part in, tham gia. Câu số 3, có rất nhiều môn chương trình hay dành cho thanh thiếu niên. Các bạn xài giới từ for ở đây. Câu số 4 này, bạn đi thăm nơi nào đúng không? Nơi nào bạn sẽ thăm nơi nào? Bây giờ chúng ta coi. Bây giờ cái từ để hỏi, cái từ để hỏi của chúng ta ở đây chúng ta phải xài where hoặc là what place, chứ không thể xài where places như thế này được. Câu số 5, mọi người đều biết triệu chứng, ở đây phải là triệu chứng các bạn ạ, triệu chứng chảy nước mũi hay sổ mũi đó, sốt nhẹ, ho, hắt hơi. Ở đây những cái này gọi là triệu chứng của chúng ta là symptom. Câu số 6, sau sự phát minh của thiết bị thở đặc biệt, sau khi phát minh ra một cái thiết bị thở đặc biệt đó, thì lặn ống thở trở thành một môn thể thao phổ biến nổi tiếng. Các bạn xài popular, phổ biến nổi tiếng. Các bạn xuống câu số 7 nè, bất cứ cái gì mà chúng ta làm thì bệnh cảm lạnh của chúng ta sẽ kéo dài trong vài ngày rồi sau đó sẽ biến mất. Bất cứ cái gì, các bạn sẽ xài whatever là bất cứ cái gì, whenever là bất cứ khi nào. Rồi câu số 8, would you like to go to the movie tonight? Câu này nghĩa là gì? Bạn có muốn đi xem TV vào tối nay hay không? Đây là câu đề nghị. Nhưng mà thích chúng ta sẽ bảo là yes I love to. Yes I love to. Câu số 9. Would you like a glass of apple juice? Bạn có muốn một ly nước táo ép hay không? Đây là câu đề nghị luôn. Nếu có, yes please. Câu số 10. Cuộc sống thì thoải mái hơn, nhưng mà nhiều hàng xóm không có dành nhiều thời gian cho nhau nữa. Ở đây thời gian chúng ta phải xài động từ spend, dành thời gian làm gì đó. Rồi xuống bài số 2 là mã. Chia động từ ở trong ngoặc nhé. Bây giờ câu đầu tiên nè, Ma Lan mời Hoa ăn tối với gia đình của cô ấy. Invite cộng tân ngữ cộng một to infinity. Cho nên ở đây các bạn sẽ xài to eat. Rồi câu số 2, cái ông này đã phát minh ra một thiết bị lặn, tàu ngầm lặn vào đầu năm 1940. Đây là thì quá khứ đơn, mà hành động đã xảy ra trong quá khứ rồi. Cho nên các bạn sẽ chia động từ cột 2 invented nha, invented. Câu số 3, đường thì mang cho bạn năng lượng và bạn cảm thấy ít đói. Bây giờ đây là sự thật hiển nhiên, đường là chủ ngữ số ít, cho nên cái từ giver của chúng ta thêm sờ vào. Câu số 4 này, họ làm tình nguyện để mà họ tình nguyện đi bộ thay vì. Các bạn lưu ý cái đằng sau instead of là giới từ, đằng sau giới từ là một động từ thêm in, cho nên các bạn tự động take chuyển thành thêm in vào, taking bỏ e thêm in vào nhá, taking. Rồi xuống bài dưới này, cho dạng đúng của những từ trong ngoặc. Cái này không phải là chia thì nữa mà là bài tập danh động tính trạng, danh động tính trạng. Sau này thì các bạn gọi là bài tập buộc form đó, buộc này, form thành lập từ á, hay gọi là bài danh động tính trạng, danh động tính trạng nhé, danh động tính trạng, danh động tính trạng. Để làm được bài này các bạn lưu ý nè,
Để làm được bài này các bạn cần phải lưu ý những vấn đề sau. Sau động từ thường, sau động từ thường là trạng từ ha. Sau động từ thường là trạng từ, trạng từ mà những cái trạng từ đa số sẽ có đuôi ly đằng sau. Sau to be là tính từ, sau to be là tính từ. Trước danh từ, trước danh từ là tính từ. Các bạn nhớ được cái này là các bạn làm bài được. Nhớ quy tắc sơ đẳng là tính từ. Rồi, câu số 1. Tôi thường rửa giặt quần áo và ủi chúng một cách cẩn thận. Các bạn lưu ý này. Giặt đồ. Thứ nhất cái từ giặt đồ, cái từ hai cái từ ủi đồ. Hai cái từ này là động từ thường và nên đã nói sau động từ thường là trạng từ có đuôi ly. Vậy chúng ta sẽ thêm chữ ly vào là carefully, dịch là một cách cẩn thận. Câu số 2, người ta cho từ moderate, nó đứng đầu câu, đóng vai trò chủ ngữ trong câu như thế này thì nó phải là một danh từ thì mới làm chủ ngữ trong câu được. Moderation. Câu số 3, diet là danh từ, chế độ ăn, gọi là ăn uống, chế độ ăn uống đó. Danh từ, trước danh từ là một tính từ mà người ta cho từ bear, chúng ta biến nó thành tính từ một cách thêm ed vào. Rồi câu số 4, số lượng gì, số lượng gia tăng mỗi tuần, người tham gia, cái này phải là một danh từ, thiếu một cái danh từ ở đây và là người tham gia. Số lượng người tham gia, participant nha, participant, người tham gia, và đây là danh từ số nhiều. Rồi câu xuống bài dưới là chúng ta tìm những cái từ mà nó sao nó khác sai trong một cái câu này. I ought, đằng sau ought phải là to đúng không? Ought, ought to còn là cùng với mẫu là nên. Nên vậy thì ở đây sẽ là ought to finish. Xuống bài dưới, doctor Lai, bác sĩ Lai nhắc nhở chúng tôi lau dọn, tức là đánh răng thường xuyên và ăn uống hợp lý. Bây giờ cái từ ít là từ động từ là động từ thường á, thì ở đây phải là một gì, một trạng từ, sensibly. Rồi xuống bài này, true phone. Đọc bài này và làm chú phone này. Rồi cùng đọc bài. Ngày hôm qua Mai và mẹ cô ấy đã đi market ở chợ. Họ muốn mua thịt, rau, hoa quả cho bữa tối. Đầu tiên họ đi tới quầy bán đồ, bán thịt đó. Có một sự lựa chọn rất là tốt về các loại thịt như là thịt gà, thịt bò, thịt heo, thịt bò. Mai không thích thịt heo và mẹ cô ấy cũng thế. Vì thế họ mua một ít thịt bò. Tiếp theo thì họ đi tới quầy bán rau, họ mua một ít rau bó xôi và dưa chuột. Và cuối cùng thì họ dừng lại ở quầy bán hoa quả, họ mua một quả đu đủ, một quả thơm và một ít cam. Rồi, Mai và mẹ đã đi chợ đúng không? Đúng. Họ đã đi tới quầy bán thịt để mua thịt bò. Họ mua cái gì? Họ mua thịt bò, đúng rồi. Đúng. Tiếp theo họ chỉ mua một ít rau bó xôi và ở cái bán rau thôi, họ mua dưa chuột nữa, câu này sai. Họ mua đu đủ, mua thơm và mua ít kem, đúng. Rồi xuống bài dưới, điền vô này. Mỗi năm thì có hàng triệu người bị mắc phải bệnh cảm lạnh thông thường đó. Nó không phải là một bệnh nghiêm trọng. Ở đây chúng ta phải tìm từ bệnh, đưa cho mẹ cái đó con. Một căn bệnh của chúng ta là disease. Tiếp theo, nhưng mà rất nhiều tiền được chi vào cho các loại gì? Các loại thuốc mà chữa cảm lạnh, thuốc là medicine. Mỗi năm, thuốc này có thể làm giảm triệu chứng, chúng ta phải tìm từ làm giảm. Can, đằng sau can là động từ nguyên mẫu, cho các bạn tìm từ ly nguyên mẫu này. Đó là nó có thể làm cho bạn giảm ho và ngừng chảy nước mũi. Chảy nước mũi là runny nose. Trong một thời gian, tuy nhiên nó không thể chữa được bệnh cảm lạnh của bọn họ. Đây là dare. Tiếp theo,
mặc dù không có phương thuốc cho bệnh cảm lạnh thông thường, là cho gặp co, bởi vì không có thuốc nào được nó lên khỏi, bởi vì mặc dù không có thuốc rồi mọi người có những ý tưởng khác nhau về về cái gì cách ngăn chặn, ở đây phải là how, cách ngăn chặn và chữa bệnh cảm lạnh. Rồi chúng ta xuống bài viết lại câu Tuấn và tôi thích sầu riêng. Tuấn và tôi thích sầu riêng, Tuấn thích sầu riêng và tôi cũng thế. Đây là câu đồng tình khẳng định. So do I, hoặc là I do too, I do phải too. How heavy is he, có nghĩa là có cái nặng bao nhiêu, nặng bao nhiêu. Chúng ta sẽ có hỏi như sau. Ok, có một cách hỏi khác là what is her weight, chiều cao của, cân nặng cô ấy là bao nhiêu. Rồi câu số 3, anh ấy là một người chơi bóng đá tài giỏi. Vậy chúng ta sẽ chuyển sang cái câu anh ta chơi bóng đá, nó con nghe bóng cô nghe. Anh ta chơi bóng đá, play gì, play football, play soccer, play soccer skillfully, skillfully. Rồi, would you like a hot drink, tức là bạn có muốn nước đồ uống nóng hay không? Do you want a hot drink? Hỏi. Rồi, cái đều chúng ta đây là hết rồi.